Rồi, đây là hai cây bô. Hai cây bô cho anh em lên xe nha. Đây là một cây bô 78 và một cây bô Dream lùng nha các bạn. Đây, cây bô 78 này thì đây là một cây bô 78 hàng tháo xe. Mặt tiền của nó thì rất là đẹp nha các bạn. Nhưng mà mặt bụng của nó thì có lủng ở phía sau. Nó có lủng, có đắp vá. Ở chỗ đây nó cũng có đắp vá phía sau này các bạn. Đó. Thì giá mềm cho anh em nào lên xe cộp nha. Rồi anh em về anh em có thể là cho thợ vá lại các bạn. Rồi mình sẽ quay chi tiết cho anh em nha. Cái bô rim lùng này thì đẹp hết, không có đắp vá lủng gì hết. Rồi. Cái cổ của nó này các bạn. Đó, cái cổ của nó rất là đẹp nha. Anh em nhìn nè. Đó. Đây là cái cổ che bô nha. Cổ che bô. Cái cổ của cái bô đàm này thì nó liền nha, không xét, không lủng, không mục gì các bạn. Đó. Đây là bô 7850 nha anh em. Anh gắn xài chung cho đam với 78 mà xài chung hết nha. Đây là dòng bô không có cánh chim. Không có cánh chim thì nó sẽ dày hơn cái loại có cánh chim các bạn. Giá tiền nó cũng đắt tiền hơn các bạn. À, đây là cái bát bô nè. Bát bô theo luôn nha. Bát bô dinh theo luôn nha các bạn. Đó. Anh em coi mặt tiền nè. Đây. Mặt tiền đẹp nha. Mặt tiền đẹp, không có rỉ sét hay này nọ các kiểu. Đấy, phần inox rất là đẹp luôn. Đó, nổ mè theo thời gian nhìn rất là đẹp nè các bạn. Đó. Cái cổ rất đẹp nha. Mặt bụng nha, mình quay kỹ cái mặt bụng sao cho anh em. Đó, phía đây thì nó bị lủng nè. Cái này bên Nhật người ta đắp bột hay đắp gì lên các bạn. Đó, chứ người ta không có hàng, người ta muốn giữ nguyên các bạn. Đó, còn anh em nào thích thì cho thợ làm đồng lại nha. Ờ. Rồi, anh em lên xe gắn cho đam với 78 nha các bạn. Màu xanh bã đậu này là của con 50 nè. Tiếp theo là con bô rim lùng nha anh em. Bô rim lùng nha. Đây là cái cổ bô. Cái bô rim lùng này cái cổ nó có hàng ở chỗ đây một chút nè, đó, cái cổ cái hàng nha. Còn lại phía trong thì vẫn còn đẹp hết nha. À, cái rim lùng này thì cái bụng của nó đẹp từ đầu tới đít nha các bạn. Đó. Không có một lũng mục hay là một cái vết xước gì hết. Cho anh em nào lên xe cột nha. Đó. Rất là đẹp luôn nha anh em. Nói chát luôn nha. Rất là đẹp nha anh em. Để lâu quá trời. Để lâu quá, bụi nó dính vô nè. Anh em thấy không? Lấy tay rửa ra sáng bóng này, rinh tháo xe nha. Để mình lấy sàn mình lau lại cho nó đẹp cái bô. Này, giá này nó 4,5 triệu nha các bạn. Cây bô này 4,5 triệu nha. Cây bô rim lùng là 4,5 triệu các bạn. Còn cây bô đam 78 này mắc hơn cây bô rim lùng này tí xíu các bạn. Tí xíu thôi. Rồi thì anh em quan tâm cây bô nào thì anh em liên hệ nha. Đó, thông tin có trên màn hình, anh em nhắn tin Zalo giúp mình nha. Nhắn tin vô là phương thức mua hàng thì những anh em ở khu vực Sài Gòn, chúng ta qua trực tiếp bên cửa hàng để mua nha. Ở xa thì chuyển khoản, rồi bên mình ship bưu điện giao tận nhà cho các bạn. Lưu ý là chuyển tiền trước ship hàng sau, không ship code nha anh em. Mọi thông tin chi tiết anh em gọi trực tiếp hoặc nhắn tin vô là số điện thoại trên màn hình giúp mình nha. Cảm ơn tất cả các bạn.